Nào, chúng ta hãy cùng vào trong để khám phá kiến trúc của ngôi đình này. Chúng ta bước qua bậc tam cấp này, qua bậu của cửa bức bàn này. Thế tôi đi ở bên mé phải từ bên ngoài đấy, tính từ bên ngoài các bạn. Đấy, cái mặt trong của cửa bức bàn là không đủ. Đây, tôi review một chút chi tiết cái phần cửa bức bàn cho các bạn nhìn này. Tôi mở cánh ra này. Đó. Mở lốt cánh này. Bên này nữa. Hơi chặt. Chắc là có chốt. Thôi, mở ba cánh các bạn cũng đã hình dung được rồi. Đó. Đó, tức là khi mà cửa bức bàn này mở ra cả bốn cánh thì các bạn nhìn nhá. Nếu mà để sử dụng nhiều nhất về cái khoảng không ấy thì sẽ phải mở đứng như này. Tức là mở 90 độ. Thế còn nếu mà các bạn mà mở gập vào như này. Đó. Thì các cái vùng cánh giữa sẽ che hai cái vùng cánh hông. Che khoảng không á. Nếu mà trong trường hợp cần không gian rộng nữa ấy, thì là các cái cánh cửa bức bàn này sẽ được tháo ra. Tháo ra xong lại lắp lại. Đây các bạn nhìn cái mộng của cửa bức bàn này. Cái cối tiếp xúc nhà thì là mở hơi nặng. Thế còn nếu cho trong trường muốn nhẹ nữa ấy, thì ở đây ấy, các cụ sẽ ngày xưa ấy, người ta hay dùng cái bát ngựa. À, cái bát ngựa đặt trong cái bát nó sẽ trơn. Còn đây là đặt tiếp xúc vào gỗ. Đấy. Đem ra là ma sát hơi nhiều nên mở hơi nặng. Đây còn phía trên của cửa bức bàn này. Bây giờ thi công thì các cái nếu mà cửa nặng như cái dòng nhôm đúc ấy hay đồng ấy, thì anh em dùng cối, bản lề cối. Về nguyên tắc thì nó cũng giống như này. Đây là cửa bức bàn nhá. Thế còn tôi thấy là có bạn thắc mắc là cửa bức bàn thì là khi đóng thì sẽ thế nào. Đây, tôi đóng vào cho các bạn nhìn nhé. Đó, đóng vào này. Rồi, thì các bạn nhìn này, ở hai bên. Đây, bên này này. Bên này này. Cái vùng này là cái vùng để lùa cái then chốt. Cái then chốt sẽ được lùa qua đây. Để giữ người bên ngoài không thể mở được. Thay vì phải dùng khóa. Thế còn ở mỗi cánh ấy thì có chốt này. Đấy, bây giờ thì là người ta chế bằng chốt thép, chốt đồng. Thế còn ngày xưa các cụ dùng thì chốt là chốt then gỗ. Đó. Đây thì tôi xem là cái then bằng tre. Đây các bạn nhìn. Ở đây thì các cụ dùng là cái then sắt. Đấy, bây giờ thì dùng hẳn một cái cây sắt tròn. Đấy, thế còn ngày xưa thì là các cụ dùng là cái cây tre hoặc là gỗ để chốt. Ví dụ buổi tối này sẽ lùa cái then này qua hai cái lỗ này. Đó. Đấy, người ta sẽ khóa như vậy. Đấy là cái phần cửa bức bàn các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn chi tiết về trong bên trong về cái kiến trúc của căn nhà này. Bây giờ tôi từ bên ngoài vào là ở bên phải. Đấy các bạn, cho các bạn dễ hình dung này. Thì khi vào nha thì các bạn sẽ nhìn đây là cái hàng cột cái phía sau này. Đó.
một hàng 6 cột, đúng không? Tại bên ngoài của mình đếm cột quân có 6 cột mà. 5 gian, 5 gian sẽ có 6 cột. Và phía đằng sau của cột cái thì là hàng cột quân. Cột quân ở phía sau, hay còn gọi là hàng cột hậu. Đó. Đó, các bạn hình dung được chưa? Đây là phía sau nhá. Thì tôi quay ngược lại thì đây sẽ là cái hàng cột cái của bên ngoài này. Đó. Hàng này cũng có 6 cột. Đó. Và cái hàng cột bên phía ngoài của cột cái là hàng cột quân. Thì các bạn nhìn thấy hàng cột quân là ở phía trên, là liên kết với cột cái. Và ở phía dưới thì là để lắp cửa bức bản. Đó, cái này là chuẩn kiến trúc nhà kẻ truyền luôn đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thế còn cái phần mà các bạn đang nhìn đây là sàn ngưỡng. Đó. Ở đình này thì là sàn ngưỡng có chiều cao bằng nhau ở tất cả các gian. Thế còn cũng có những cái công trình là sàn ngưỡng ở đây cái chiều cao khác nhau, bởi vì cái phía nền này này. Cái nền này ở nhiều nơi là có chiều cao không đồng đều. Thế người ta phải hạ cốt để làm sao mà từ cái mặt trên của sàn ngưỡng này đến cái mặt trên của cái nền này phải cùng chiều cao thì bước vào nó mới không bị hụt. Đấy là về cái kiến trúc của từng vị trí thôi. Đấy. Thế bây giờ nha. Các bạn nhìn phía trên này. Vùng này là vùng Vì Hồi này. Đấy, Vì Hồi. Thì các bạn nhìn thấy là có kẻ ngồi này. Đó. Kẻ ngồi có nghĩa là cái kẻ mà liên kết giữa cột quân với cột cái. Đấy, các bạn nhìn rõ. Kẻ ngồi, đúng không ạ? Đấy là cái vì là Vì Hồi nhá. Vì Hồi có nghĩa là cái vì ở hai bên ngoài cùng đấy, mà tiếp giáp tường vách thì gọi là Vì Hồi. Thì ở đây là các cụ đang dùng kẻ. Cái kẻ này gọi là kẻ ngồi. Thế nhưng bắt đầu từ những cái vì ở phía trong. Đây. Đây. Có nghĩa là bốn vì giữa thì ở đây là dùng không dùng kẻ nữa mà dùng chồng giường. Đó. Thế còn cái phía xa cuối cùng ấy, ở hồi bên đối diện bên kia cũng là kẻ ngồi. Đấy, có nghĩa là về cái cấu trúc ấy thì hai cái vì ngoài cùng là dùng kẻ. Thế còn là những cái vì giữa thì dùng chồng giường. Đó. Đấy là cái vùng liên kết giữa cột quân và cột cái nhá. Thế còn đây là tôi đang đứng chỗ này thì là cái vùng tâm nhà luôn. Đây là các bạn nhìn này, thượng lương. Đó, các bạn nhìn thấy thanh thượng lương chưa? Thanh thượng lương có nghĩa là cái thanh trên cùng nối giữa hai mái của nhà gọi là thượng lương. Đấy, thì tôi đang đứng đây, tôi đang đứng ở tâm cái nhà này. Thì các bạn nhìn thấy nhá. Đây là hai cái vùng liên kết, à hai cái vùng đầu của cột cái này. Tôi quay sang bên này đỡ vướng mấy cái lọng, các bạn nhìn cho nó rõ. Đây. Đấy, các bạn nhìn rõ không ạ? Đây là hai cái đầu của cột cái này. Thì cái thanh xà ngang này gọi là câu đầu này. Đó. Thì ở phía trên là kết cấu này là trồng giường, không có kẻ chi. Đấy, các bạn nhìn tất cả các vì nhé. Cái này tất cả các vì đều là trồng giường hết.
Bởi vì cái kết cấu chồng giường này sẽ khỏe. Kết cấu kè sẽ yếu nhưng mà nhìn nó nghệ thuật. Kết cấu chồng giường này nó khỏe nhưng mà nhìn nó thô. Đó. Thế nên các bạn nhìn nhé, cái hoa văn mà ở trên các cái thanh giường ấy là đục rất nhiều này. Đục cực kỳ nhiều luôn. Bản chất là để cho tăng cái tính thẩm mỹ và giảm cái độ thô của các cái thanh giường đi, các cái đoạn giường. Đấy. Các cái thanh giường gối lên các cái cột trốn, trụ trốn, trụ trốn đúng hơn. Các cái thanh giường gối lên các trụ trốn, đây các bạn nhìn này, ví dụ như bên này này, có hai trụ trốn này, bên này có hai trụ trốn đúng không? Đó. Cái câu đầu ở cái vùng gian giữa này thì ở phía dưới là ngoài phần đục chạm thì có chữ rồi. Đấy, bên kia cũng thế. Đây bạn nhìn. Đấy, có chữ đúng không ạ? Ở đây là cái gian giữa. Thế còn là ở các cái gian bên thì câu đầu là trơn. Thì nói thật với các bạn là chữ này tôi không đọc được, chữ Hán hay chữ Nôm gì đó, nhưng tôi không đọc được, tôi không không hiểu ý nghĩa của mấy cái chữ ở trên câu đầu. Thế còn ở cái phần thượng lương ấy, các bạn nhìn nhé, thượng lương thì chỉ cái vùng thượng lương ở gian giữa thì có chữ đó. Thế còn thượng lương ở các cái gian hông và gian hồi thì không có chữ. Đấy. Bên nếu mà kiến trúc dân dụng ấy, thì thượng lương này là ghi ngày khởi công, ngày cất đắp. Thế còn là ở đỉnh chùa đền thì tôi nghĩ là chắc thì cũng thông tin như vậy, cũng là ngày khởi công, ngày cất nóc. Còn có thể là các cụ ngày xưa là ghi những thêm thông tin khác. Thì cái ý thì có điều kiện thì tôi sẽ hỏi thêm sau. Đó. Đây, hay là cái vùng quay lại cái vùng liên kết giữa trụ, tức là cái khoang giữa trụ cái và trụ quân, cột cái và cột quân này. Đấy thì các bạn nhìn là do cấu kiện chồng giường nó luôn luôn có cột trốn này. Cái cột trốn này bản chất là để giải quyết lấy cái điểm gá để một cái phần đầu của giường ngồi lên thôi. Còn cái phần còn lại thì là cái thanh giường trên lại ngồi lên, gá lên thanh giường dưới thôi. Đấy, để các bạn nhìn này. Đó. Và hoa văn đục rất chi là nhiều. Đẹp mắt. Đây đục tay. Vì cái kiến trúc cái nhà này làm từ những thời những thế kỷ 10, tôi không nhớ rõ năm bao nhiêu nhưng mà phải tầm thế kỷ 16, 17 đấy. Có nghĩa là được 300-400 năm rồi. Đấy. Đây các bạn nhìn cái kiến trúc của nếu mà là chồng giường với lại kẻ là khá là dễ nhận biết. Đây là cái chồng giường này. Đấy. Thế còn cái vùng này là vùng kẻ này. Đấy. Đấy. Thì các bạn thấy trên kẻ là có ván rong ngồi lên đấy. Đó. Thế còn là tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn từng phần ở từng gian. Cái gian này là gian giữa các bạn nhé. Về bố cục trong một nhà kẻ chuyển ấy thì bao giờ cũng sẽ có hai cái trục đối xứng, một là trục đối xứng ngang và hai là trục đối xứng dọc. Cái trục đối xứng ngang ấy sẽ là cái trục đối xứng trước và sau của nhà. Thế còn cái trục đối xứng dọc ấy là cái trục đối xứng giữa hai bên hông của nhà.
thì cái phần tâm của gian giữa sẽ là tâm của nhà, và cái phần thượng lương ấy sẽ cũng là cái phần tâm của nhà đó. Thế nên về cái số lượng gian nhá, về số lượng gian bao giờ nhà cải truyền cũng là lẻ, 3 gian, 5 gian, 7 gian, chứ không bao giờ có số chẵn, chắc chắn luôn, thì nó mới đảm bảo cái tính đối xứng dọc. Thì tôi đang quay cho các bạn đây là cái gian giữa này đó, tôi đi ra xa ngoài cửa xong tôi đi vào cho các bạn dễ hình dung. Đây là cái cửa bức bàn ở cái gian giữa các bạn nhé. Cái vùng tôi đứng là tâm của nhà luôn. Đây tôi quay ở bên ngoài cho các bạn dễ dung này. Đó, tôi đứng ở tâm nhà và đối xứng hai bên là tả hữu đối xứng nhau, tức là bên phải bên trái đấy, đối xứng qua tâm. Và tâm của cái gian giữa sẽ là tâm của nhà luôn. Đấy, tôi đi vào này. Thì ở bất kỳ đâu cũng thế, cái gian giữa sẽ là gian trang trọng nhất. Ở đình chùa, đền miếu thì càng vậy, gian giữa sẽ là đẹp nhất, và bày bàn thờ đó, như các bạn nhìn đấy. Thì ở trên các cái cột cái, cột quân đều có treo các câu đối đây. Thế còn phía trên ở mái này, đây là các cái bức hoành phi, đây là cửa võng đó, còn đây là bàn thờ. Thế còn cái vùng này là cái vùng để ngồi cúng lễ tế. Nếu mà ở nhà dân thì cái vùng này sẽ là sập. Đấy, sẽ là cây sập. Thế còn ở đình chùa thì nó chỉ là một cái trệt như này thôi, cao hơn so với nền nó khoảng tầm 20 phân, đây, gần một gang tay. Ở đình thờ cụ Chu Văn An này là các cái hoa văn ở trên câu đối, hoành phi, cửa võng đều được dát vàng hết các bạn nhé, rất sang trọng. Thì cái vùng câu đối này tôi thấy là có hai loại. Một loại là cái câu đối mà những cái chữ nhỏ 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 ấy, là chữ Hán. Thì các cụ giới thiệu đây là câu đối từ ngày xưa và ở cái giai đoạn thành lập đền. À, thành lập đình. Từ giai đoạn thành lập đình các bạn nhé. Có nghĩa là mấy trăm năm rồi đấy. Câu đối cổ. Thế còn những cái câu đối mà có các cái phần chú thích là chữ Quốc ngữ, là câu đối mới. Đó. Đây, ở đình này rất đầy đủ này. Đây các bạn nhìn này. Ở vùng bàn thờ này, phía trước là đôi hạc đồng này. Đó. Tôi quay gần chút cho các bạn dễ hình dung. Đây. Hạc đứng lên trên rùa. Đây đôi hạc trầu đấy. Cao, đôi hạc này phải cao tầm 1m8 ấy, cao hơn đầu tôi 1m8, 2m. Đấy, thế còn phía trên bàn thờ thì đầy đủ cả bộ đồ thờ, đều là đồ đồng hết, và tôi nghĩ là độ tuổi thì chắc cũng rất nhiều năm, từ bát hương này, đỉnh, hạc, nến, lọ hoa, rồi nói chung bộ đồ thờ đầy đủ. Đó.
Thế còn cái bộ cửa võng này. Đục rồng. Tôi nghĩ khả năng là đây là chín rồng. Bước là bức cửu long. 1, 2, 3, 4, đúng chín rồng luôn. Ở giữa là đầu rồng, chầu phía dưới là mặt nguyệt. Đây. Đó. Cái căn này chính là gọi là ban công đồng. Là căn bên ngoài đấy, khi các bạn vào cái là vào căn này trước. Vào khu này trước. Đó. Phía sau thì là hậu cung. Thì tôi sẽ tách ra clip khác để cho đỡ dài, bởi vì là ở cái căn này cũng có rất nhiều cái để nói. Thế tiếp tục đi vào phía hậu của căn này các bạn nhé. Đây, ngay ở bên phía sau cái vùng cột con ở phía sau ấy, gọi là cột hậu ấy, thì các bạn nhìn thấy một cái bức tranh đục này. Bên này là mai này, bên này là cúc này, và ở giữa là rồng và nghê. Phía trên là bức hoành phi. Đó. Thế các bạn nhìn ở phía đằng phía trên sát mái này. Đó. Cái vùng này là bản chất là lấy ánh sáng và lấy gió này. Đó, làm cho thoáng nhà đấy. Còn phía trước này thì các cụ bịt bằng tấm mica trắng. Thế nhưng bản chất là vẫn có con tiện. Đấy. Đó. Tức là gió sẽ vào từ cửa và thoát ra ở cái phía con tiện này, hoặc là vào phía con tiện thoát ra phía cửa. Đấy, thiết kế này sẽ làm cho là mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, lưu thông gió tốt. Và ánh sáng đầy đủ. Đó. Thế thì mình ra phía đằng sau đi. Đấy, phía đằng sau thì cái vùng này này là cái vùng nối dạng hình lòng máng. Đấy, lòng máng úp đấy. Rui phía trên là rất sát nha, bằng gỗ và bố trí là tiếp giáp nhau. Để các bạn nhìn không nhìn thấy ngói đúng không? Toàn nhìn thấy rui không? Đó. Thì cái vùng này là vùng tiếp giáp của cái nhà phía trước là ban công đồng và phía sau là hậu cung. Đây, vùng hậu cung này. Vụ cung tôi sẽ tách ra thành một cái clip khác các bạn nhé, để tôi review riêng. Thế còn cái ở đây là cái vùng tiếp giáp thì các bạn nhìn này. Đây. Cái khu này là cái khu ngay đằng sau của gian giữa đấy. Thì các bạn nhìn ở trên cái thanh xà ấy. Này các bạn nhìn có biết là đục cái hoa gì ở cái phần thanh xà xà ngang không? Tôi đố các bạn biết là hoa gì. Đó, các bạn thử comment phía dưới nhé. Đấy. Thế còn phía trên này. Phía trên này khả năng tôi nghĩ là đục, chắc là đục rồng này. Nhìn không rõ lắm. Đúng rồi, đục rồng. Đây, cái đầu rồng này.
Đây thì là hai dòng. Đây hai đầu dòng này. Bên này thì một con. Xem bên kia nào. Đấy, một con. Có nghĩa là hai bên hồi là hai con rồng. Thế còn ở cái vùng giữa là một con rồng. Tại vì cái phần nối này có ba gian thôi. Đấy, ba gian. Đây các bạn nhé. Từ phía trong này, phía đằng sau của phần hậu của cái căn nhà ấy, có một cái cửa lách ra này. Vùng này tôi đang đứng ở bên mé bên phải theo hướng từ bên ngoài vào các bạn nhé. Đó, thì ở đây có hai khu nhà. Đấy, tôi đi ra ngoài cho các bạn dễ dung này. Đấy, cái này thì là ở bên phía ngoài sau cái cổng kia là sân này. Đây, cái nhà này gọi là nhà Tả Vu Hữu Vu, nôm na gọi là nhà tiếp khách. Tả Vu Hữu Vu có nghĩa là nhà bên phải bên trái đấy. Thế còn là cái khu này thì là khu thờ thủ công. Đó, thờ công. Thì đối diện ở bên mé bên kia thì sẽ thờ Bác Hồ. Và cũng có cái gian hữu vu bên phải bên trái để tiếp khách. Đó, các bạn hình dung. Tôi sẽ quay review tách ở clip khác cho bạn dễ hình dung. Thế lại trở lại ở phía trong. Ở phía trong thì các bạn nhìn nhé. Phía trên này. Đây, các bạn nhìn thấy gì không? Đó, đây là ngói màn này. Ngói màn hay gọi là ngói chữ thọ đấy. Đấy, mỗi một viên là có một chữ thọ ở phía dưới quay úp xuống. Đây, các bạn thấy là cái khoảng giữa hai dui không? Có chữ thọ. Đấy là ngói màn. Đó. Thế còn nếu trong trường hợp mà người ta làm dui chồng thì cái chữ thọ này nó sẽ ở đục ở trên gỗ luôn. Trên cái mặt của cái dui luôn. Thế nhưng mà cái kiến trúc cổ thì sẽ có ngói. Bởi vì là cái ngói này sẽ có tác dụng làm cho cái mái nó phẳng và nó mát, cách nhiệt cách âm tốt. Đó. Thế còn ở phía hai cái phần vách hồi thì là có kê tủ, tủ sách giới thiệu về cụ Chu Văn An, cũng như là các cái bộ sập ngũ. Đấy, bên này là bên phải theo hướng đi vào các bạn nhé. Thế còn mé đằng xa cái bên trái kia. Đấy, cũng bố trí như vậy. Đấy, các bạn nhìn nào. Cũng là có tủ sách này. Phía trên là treo tranh ảnh. Sang phía dưới thì có các cái bộ sập gụ để tiếp khách. Đây, uống nước là bên này, bên trái. Thế còn trên là ảnh. Ảnh cụ, chắc cái cụ. Ảnh này chắc là ảnh cụ Chu Văn An dạy học. Đây, còn đây là ảnh của đền thờ cụ Chu Văn An ở dưới Chí Linh, Hải Dương. Có điều kiện thì tôi sẽ về review cái đình hay đền này. Đây, đình hay đền này. Tôi đọc kỹ lại xem nào. Đền thờ nhà giáo Chu Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đấy là ở dưới là đền. Thế còn đây gọi là đình. Thế còn ở cái vùng
vùng vách ở phía hậu. Thì bên trái là có bức tranh đồng cách điệu. Viết cái chữ này chữ gì? Các bạn nào mà biết chữ này thì chú thích nhá. Chú thích gì comment đấy để cho mọi người rõ. Đây. Cách điệu rồng đấy, nhưng mà tôi không rõ là chữ gì. Bên kia có một bức tranh này, tranh đồng. Công ty đúc đồng Mai Hương Cúng Tiến. Đó. Đấy, bên phía trái này ở phía đằng sau á, vách hậu ấy, cũng có phía trên là có bộ tranh đục, một bên là cúc, một bên là mai. Đây cúc đây, mai đây, giữa là rồng, đối xứng với lại bên bên phải. Đây các bạn nhìn nhé, đứng như này cho dễ nhìn này. Bản chất đối xứng ấy thì các bạn sẽ thấy là ở giữa này, đây ở giữa, tôi đứng ở giữa sẽ các bạn sẽ dễ hình dung này. Đây tầm nhà này, đó hình mặt nguyệt nha, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cửa võng này. Thì phía bên phải tính từ bên ngoài thì cái phần bức tranh này là cúc này, thì bên này bên trái chỗ này sẽ là cúc, và bên phía xa sẽ là mai. Thì bên phía xa của bên phải cũng sẽ là mai, đối xứng nhau mà. Đó. Đấy, các bạn hình dung như thế cho dễ. Thì còn tôi review lốt cái bức tranh đồng ở bên này. Được cái chữ này thì tôi biết cũng là rồng cách điệu nhá. Đây các bạn. Đó, cũng là rồng cách điệu. Nhưng mà chữ này là chữ tâm, để tôi biết. Thì có khi chữ bên kia chữ phúc. Đó. Nếu mà mấy chữ tôi sai thì các bạn cứ comment phía dưới là chữ gì nếu các bạn biết nhá. Cái này là để anh em trao đổi với nhau thôi. Không ngại giấu dốt gì cả. Cái nào tôi biết tôi bảo tôi biết, mà cái nào tôi không biết thì tôi bảo là tôi không biết. Đó. Cũng như là review về kiến trúc, có những cái chi tiết hoặc cái những cấu kiện tôi biết thì tôi nói, và tôi không biết thì tôi sẽ tìm hiểu sau. Hoặc là nếu mà tôi nói sai thì các bạn cứ chú thích thì tôi rút kinh nghiệm. Đó. Thế thì còn các cái chi tiết vận đục ở trên các phần xà hoặc các cái đầu của kẻ hoặc là trong giường ấy, thì các bạn nhìn này, phần lớn là các cái đầu là đầu rồng. Đây các bạn nhìn nhá. Đấy, cái vùng này là cái vùng đầu của kẻ ngồi này, phía đằng cột cái. À không, cái phần này chỉ là cái phần đỡ thôi. Đây phần đỡ của câu đầu. Đấy cũng là đục rồng nha. Thế còn các cái hoa văn ở trên các cái con giường thì là hoa lá thôi. Đấy, hoa lá. Kể cả các vùng ở trên vì ở giữa, ở cái khoang giữa này thế, hoa lá là chính. Đấy, các bạn nhìn rõ. Đấy. Còn các cái đầu này, đầu này là các đấu đấy, là đồng rồng. Đó. Ở đình đền thì người ta hay đục như vậy. Còn nếu mà nhà dân ấy thì người ta chỉ đục trung tính thôi. Hoa lá hay trong miền Nam người ta hay đục hoa quả. Đấy. Thế còn cái phía dưới đệm thượng lương, kìa các bạn nhìn kìa. Đây vùng này này, đây là dép thượng lương này. Đấy. Và trên đấy đục chữ đúng không các bạn? Đây, hình như chữ này chữ thọ. Đây, dép thượng lương này. Đó. Thế thì cái
cái nhà này có rất nhiều cái để nói, và về cơ bản là rất đầy đủ trong một cái kiến trúc nhà cải truyền chuẩn chỉ của Bắc Bộ. Clip thì cũng đã dài, tôi xin phép ngắt tại đây. Những cái căn khác ở trong đình này thì tôi sẽ tách thành clip riêng để các bạn dễ hình dung. Nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì hãy cho ekip chúng tôi, ekip của nhà Việt TV, một subscribe, một comment, một like, một chia sẻ. Nếu các bạn thấy các công trình nào mà kiến trúc chuẩn của nhà cải truyền và cổ thì hãy comment giới thiệu để chúng tôi sẽ bố trí thời gian đến và review trực tiếp cho các bạn, cũng như là giới thiệu với những người yêu thích kiến trúc cổ của Việt Nam mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.